خير العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله على đầu tiên thì chúng ta cảm ơn Allah Subhanahu wa Taala đã cho chúng ta được cái thời gian, và hôm nay là sáng thứ sáu chúng ta gặp lại, và inshallah hôm nay thì em sẽ gửi tới các bạn và tất cả mọi người anh chị cái bài học mà mới. Cái bài học hôm trước á thì anh chị thì chúng ta đã tiếp cận một cái bài học mà chúng ta nói lại những cái chữ cái với nhau và những dạng chữ cái trong đó, và cùng theo đó mình phát âm cùng với chữ cái được nối lại với nhau. Thì alhamdulillah cái bước mà mình xác những chữ cái và những dạng chữ cái trong những cái từ, những cái cụm từ mà tiếng Ả Rập được nối lại với nhau, mình nhận dạng đã xong cái bài đó. Thì hy vọng anh chị sẽ ôn lại những cái phần đó cho nó kỹ và những cái phần phát âm của chúng ta. Thì chúng ta đã đi xong mấy bước rồi. Bước nhất là mình đã thuộc các chữ cái. Bước thứ hai mình dạng dạng chữ cái khi ghép lại với nhau, và tiếp theo thì mình phát âm. Nhưng bài hôm nay thì nó cũng có trong bài học của chúng ta thôi, cái trang tiếp theo đó, nhưng mà em muốn làm rõ hơn để mình bước vào cái bài đó thì dễ dàng đối với mình. Thì hôm trước em có gửi cho anh chị một cái bài, một cái trang mà cái bài trước của chúng ta đó là bài mình, bài dấu của mình á, bài dấu của chúng ta, bài dấu A, E, U, Anh, In luôn đó. Thì hôm nay mình sẽ tiếp cận với dấu A, dấu A, dấu I và dấu U. Thì cái bảng chữ cái mà em đưa lên màn hình mà anh chị đang thấy đó, thì bây giờ là những cái chữ cái đó em sẽ đánh lên nó là những cái dấu A, rồi sau này mình sẽ thêm dấu dấu I, mình sẽ phát âm như thế nào. Lúc trước á, mình chỉ nhận dạng chữ cái mà không có dấu, mình nói chung là chỉ nhận dạng cái chữ cái thôi, khi nó ghép lại với nhau thành một cái động từ, một cái danh từ, một cái tính từ gì đó. Thì hiện bây giờ là hôm nay inshallah em sẽ gửi tới một cái bài học mà mình thêm dấu khi mà các chữ cái thêm dấu trên nó, hay là được mang dấu A, I, U, nó sẽ phát âm như thế nào từng chữ cái một. Inshallah bài này thì anh chị hãy chú ý. Rồi, trên trước mặt của chúng ta là trên cái bảng cái bài học có những chữ cái, tất cả 29 và 30 chữ cái thì em đều thêm dấu A hết. Tại sao ở đây mà em đều thêm dấu A? Tại mình bước đầu mình học dấu A trước, rồi mình sẽ thêm dấu I và dấu U trên đó. Bây giờ là hôm nay mình sẽ học dấu A, nếu mà có thời gian mình sẽ học thêm dấu I và dấu U. Rồi song song đó mình đi từng chữ cái một, mình sẽ thêm dấu trên nó A, I và U. Thì anh chị cũng đã biết rồi, chữ cái A và I, I và U đó thì anh chị cũng đã nắm được cái phần nào A, I, U rồi. Ví dụ như chữ cái, khi mình cứ nhớ là đây là cái dòng chữ cái của nó. Ví dụ như chữ gì mình không biết ở đây á, chữ Aliu và Ta hay Sa Chìm Ha Kho Tăng Tới Dài gì đó mình không biết. Rồi mình cứ hình dạng là dấu như thế này là dấu A. Lúc trước thì bài đó mình đã học rồi, nhưng mình ôn lại. Dấu này là dấu I và dấu này là dấu U. Đó, anh chị đã học rồi. Đó, mình ôn lại cái bài cũ chúng ta xíu. Rồi A, I, U. Rồi khi mà các chữ cái mà nó nằm được mang dấu A, I, U này, mình sẽ đọc như thế nào? Đi từng chữ cái một thì sao đó. Rồi, cái chữ đầu tiên. Mình đã thấy cái chữ đầu tiên là chữ gì? Chữ đầu tiên là chữ Alif. Chữ Alif ha, cả nhà ha. Chữ đầu tiên là chữ Alif. Rồi, chữ Alif của chúng ta đây. Rồi khi mà chữ Alif chúng ta đó, nếu mang dấu A, thấy không? Chữ đầu tiên là mang dấu A nha cả nhà nha. Mọi người hãy chú ý xíu. Chữ đầu tiên chúng ta là sẽ mang dấu A. Mình thấy chưa, dấu A ở trên. Đó. Đọc là Alif A A. Alif A A. Alif A A. Khi nó mang dấu A đó, Alif A A. Đó. Rồi. Khi mà Alif này mang dấu I, mình đọc sao? Alif I I. Đó. Alif I I. Alif I I. Đó. Rồi. Khi mà chữ cái của chúng ta mang dấu U. Đó, dấu U trên nó ha. Mình sẽ đọc là Alif U U. Alif U U. Nhà hàng Alif U U. Rồi. Đó là chữ cái đầu tiên Alif, mang dấu A thì Alif A A. Rồi Alif I I. Rồi mang dấu U thì Alif U U. Mang dấu U thì Alif U U.
một cái chữ cái alif này mình đọc là, ví dụ mang dấu a i u mình đọc là a i u, a i u. Nên anh chị nên nhớ khi mà chữ cái alif mang dấu a mình đọc a, mang dấu i mang dấu u mình đọc u, a i u. Đó, alif a, alif i và alif u. Bây giờ em đọc vắn tắt thôi chứ em không đọc theo tiếng Ả Rập được, ví dụ Ả Rập có thể nó đọc dài lắm, nó đọc là alif fatha a, alif fatha, alif kasra i, alif tumma u thì nó đọc như cái, nói chung là cái phát âm nó dài nên mình không có đọc cái đó, mình đọc chỉ là ngắn gọn thôi. Alif mang dấu a thì đọc alif a a, alif mang dấu i mình đọc alif i, rồi alif u u. Rồi đó là một cái chữ đầu tiên. Rồi tới chữ pa của chúng ta. Ok anh chị chú ý ha, chữ pa của chúng ta. Khi mà pa mang dấu a đó thì anh chị thấy nha, pa mang dấu a đây. Pa mang dấu a thì mình đọc là pa a pa. Pa a pa. Pa a pa. Rồi, pa mang dấu u. À, bà mang dấu y, bà y bì, à bà y bì, bà y bì. Rồi khi mà bà mang dấu u, à mang dấu u là bà u bù, bà u bù, à bà bì bù, à bà mang dấu u thì bà u bù, bà mang dấu a thì bà a bà, bà mang dấu y thì và y b, à anh chị nên nhớ nha. Và a ba và y b và u bù, à và u bù. Rồi tiếp theo thì ta, à ta a, à thấy chị ta mang dấu a chưa, ta a ta, đây chị ta của chúng ta mang dấu a ta, à nếu chữ ta mang dấu y, ta y tì, à ta y tì. Rồi chữ ta mà mang dấu u, ta u, ta u tù, à ta u tù, à ta u tù, ta a ta, ta y tì, ta u tù, à. Rồi tới chữ sa, à chữ sa, chữ sa của chúng ta. Rồi sa mang dấu a thì đọc là sa a sa, à sa a sa, sa a sa. Rồi chữ sa mang dấu y, sa y si, à sa y si, sa y si. Rồi chữ sa mang dấu u, à sa u su, sa u su, sa u su, à anh chị nên nhớ là mình chuẩn bị cái dấu a đó là a i u, à a i u, à mình sẽ liên tặng những cái dấu đó. Rồi bây giờ tới chữ, à chữ chìm của chúng ta, à chìm mang dấu a thì chìm a chà, chìm a chà, chìm a chà. Rồi chìm mang dấu y thì chìm y chì, chim y chì, à y chì, a chà u chù, à nếu mang dấu u thế u u chù, chim u chù, à mình theo một cái như là một cái kết nối, một cái bản năng là coi như là nằm ngay cửa miệng luôn, à chim a thì chà, chim y thì chì, chim u thì chù, à chà chì chù. Rồi tới chữ ha, ha thì mang dấu a thì ha a ha, à ha a ha, ha a ha. Rồi ha mang dấu y, ha y hi, à ha y hi, ha y hi. Rồi ha mang dấu u, ha u, ha u hu, à ha u hu, ha u hu, ha hi hu. Rồi đó là xong phần chữ ha. Rồi tới chữ kho, của chúng ta đây, à kho, kho mang dấu a thì đọc là kho a kho hay là kho a kha thì thay ngang, nhưng mà nó đều phát âm như nhau thôi, kho a kho hay là kha a kha, kho a kho, à kho a kho. Rồi mang dấu a thì
kho y khi rồi mang cho ô thì đọc sao? Kho u à, kho u khu, kho u khu à, kho a à, kho kho y khi và kho u khu. Nói chung là cái chỗ này nó đi theo một cái thuộc tính, nó đi theo nhau đó. Anh chị nhớ như thế này nè, ví dụ chim đi, chữ chim là đại diện cho chữ chờ hay chữ chi à. Ví dụ mang dấu a thì a a nó có a à, dấu a và dấu y à, dấu y và dấu u. Nếu chim chờ a à chờ chờ y chi à chờ u chu à, ấy là mình thêm một cái nguyên tắc mà mình, nếu mình phiên âm ra cái chữ cái Latin à, anh chị hiểu chưa à, mình cứ hình dung là như thế. Ví dụ chữ ha đi, chữ ha là đại diện cho chữ h à, chữ h đấy, ví dụ em nói là ha a ha à, chữ ha là đại diện cho chữ h nè, ha a đi à, a thì ha đúng không, ha 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 y hay ha và ví dụ như thế, thì mình cái liên tưởng tới những cái bạn chữ cái được phiên âm ra. Rồi chữ đèn, chữ đèn à, chữ đèn của chúng ta đèn à, giống mang giống a thì đọc là đèn a d, đèn a d, đèn a d. Rồi mang giống y, đèn y d, đèn y d à, đèn y d. Rồi mang giống u, đèn u d, đèn u d, đèn u d à. Rồi tới chữ dal à, chữ dạ, chữ dal của chúng ta, chữ dal của chúng ta mang nhóm a đọc là dal a dạ, dal a dạ, dal a dạ à. Rồi mang nhóm y, dal y gì, dal y gì, dal y gì à. Rồi tới dấu u à, dấu u thì đọc là dal u dù, dal u dù, dal u dù à, chỉ dal này mình phát âm nhẹ thôi nha, dà dà dà, không có phát âm mà gió mạnh được, dà dà dì dù, dal a dà, dal y dì và dal u dù. Rồi chữ cuối cùng của hạng đầu tiên của dòng đầu tiên là chữ ro à, ro anh chị phải rung lưỡi lên, ro à, chứ không đọc go được nha, nó đọc là do được, nhưng phải đọc ro, chữ r và chữ a, r o ro à, ro a ro, ro a ro, hay là mình có một cách khác đọc là ro a ra à, ro hay ra thì nó như nhau thôi. Có những cái à, những cái đất nước như là châu Phi, Nam Phi á, có một số số bạn thì đọc ra à, ra, thì mình ở đây là cái đa số 95% đọc là ro, ro a ro à, ro a ro. Rồi mang vô y đọc ro y ri, ro y ri. Mang vô u thì đọc như thế nào, ro u à, ro u ru à, ro u ru, ro ri ru à. Đó là phần xong cái dòng đầu tiên à, rồi tới dòng thứ hai. Rồi dòng thứ hai là chữ dày, dày à, chữ dày nó khác với chữ già, già là hơi nhẹ thôi, gió nhẹ thôi, chữ dày là phải hơi nhấn mạnh, tống ra cái hơi mạnh, dày à, dày á già à, dày á già, dày á già, dày y gì, dày y gì à, dày y gì. Rồi mang vô u, dày u dù, dày u dù à, dày u dù à. Rồi tới tiếp theo chữ gì, chữ xin à, chữ xin, chữ xin, xin mang dấu a thì à, xin a sa à, chữ s à, chữ s đấy, chữ s ít à, chữ s ít s, xin a sa, xin a sa. Rồi nếu xin mang dấu y đâu là xin y si, xin y si,
sin y xì. À rồi mang dấu u. Mang dấu là sin u su. Sin u su. Sin u su. À rồi tới chữ shin. Shin là chữ sh. À mọi người ha, mình phải tập đọc cái chữ shin sh. Sin khác ha. À, mọi người ha, các bạn nghe đó, chữ sin thì em phát âm nó khác, còn chữ shin nó dày hơn. Có nghĩa là thường thường là những tuôn dạy ở Việt Nam đó thì họ gọi là sin nhỏ và sin lớn. Chút nữa em sẽ kể một cái vấn đề này, nói chung hồi tối có một cái bạn cũng hỏi em vấn đề đó. Rồi em nghe thì em cũng nói đúng rồi, thì hồi xưa người ta dạy như thế. Sin lớn và sin nhỏ. À sin lớn và sin nhỏ. Rồi người ta đọc cái gì, đọc sin lớn sin nhỏ đó, nhưng mà người ta không có phát âm được, nên người ta cứ để phân biệt là cái nào lớn là nhỏ thôi. Nhưng mà mình ở đây á, mình học theo một nguyên tắc logic, theo cái phương pháp mà các bạn chữ cái của tiếng Việt, hay là bạn chữ cái theo một cái chữ phát âm cho nó chuẩn. Chữ isher thì khác, mà chữ isher thì nó khác. À, cái chữ này là chữ shin, là chữ isher. Rồi chữ shin. Shin mang dấu a này, đọc shin a sha. Shin a sha. Shin a sha. Rồi mang dấu y thì đọc shin e shi. Shin e shi. Shin e shi. À rồi tới chữ shin mà mang dấu u. À shin mang dấu u đọc như thế nào? Shin u shu. À shin u shu. À shin u shu. Shin u shu. Shin a sha. Shin e shi. Shin u shu. Sha shi shu. À các bạn nhớ nha, sha shi shu, chứ không đọc là xin lớn xin nhỏ được nha. Chữ xin là nhớ ra xin, mà chữ xin là chữ xin. Rồi cái chữ cái tiếp theo được mang dấu io nè, chữ short. À short, short. À short, nếu mà đọc nhanh á, nếu mà đọc chậm á, nó vừa chữ chữ này là chữ short. À à short, nếu mà đọc nhanh luôn short. À giống tiếng Anh phải đọc nhanh á, short. À short nào, chữ short. Rồi short, short. À short a score. À short a score, mang dấu a nha. Short a score. Short a score. À mang dấu a là short e three. Short e three. Short e three. Rồi short mang dấu u. Short u su. Short u su. Sót u su. À so si su. Rồi các bạn nghe phát âm rõ không, nghe đọc rõ không, hay là các bạn nào nghe không rõ là mình nói lại nha. Ai không nghe rõ thì mình lên tiếng lại để chứ mình nghe không rõ là sau này nó không, mình phát âm không đúng á. Mọi người nghe rõ đó đúng không? Có ai nghe không rõ không? Nghe rõ. À, alhamdulillah. Rồi, cái chữ bột ha, anh chị nó nhắc cái chữ bột này nè. Em nói chung là nhiều người ta đọc chữ bột này ai cũng cười hết á, nhưng thôi mình cứ cười, mình đọc cho nó đúng cái phát âm, phần phát âm của mình. À, khi mà ai học tiếng Ả Rập này mình phát âm đúng á, đúng cái chuẩn của tiếng Ả Rập á, mình học ngôn ngữ tiếng Anh hay ngôn ngữ tiếng Trung hay tiếng Hoa tiếng gì đó, mình đọc rất là dễ. Vì sao? Những cái phát âm đó là không khó đối với mình, nhất là những cái âm câm. Âm câm sao như chữ al đó, à, chữ al l đó. Việt Nam mình hay đọc chữ Anh không à? Chữ n thôi. Mình phải đọc chữ L, N ra N và L ra L. À, anh chị nhớ nha. Rồi đây là chữ bột. Anh chị là đưa cái hơi gió vào cái phần má bên phải là má bên trái này nè. Nếu mà ai mà thuận má bên trái đó thì mình đọc, đưa cái hơi gió mình chắn vào cái phần má của mình cho nó phồng lên xíu thôi. À, em sẽ đọc là em thuận bên má bên phải, đọc là bột, bột. À bột. À rồi chữ bột mang dấu a thì đọc là bột a đồ. À bột a đồ. Bột a đồ. À rồi bột mang dấu y là bột y đi. Bột y đi. À bột y đi.
nó sẽ phòng phòng coi như là 1/2 của má bên phải là má bên trái, mình đưa cái hơi vào phải là mình tống ra, đừng có cho ra hơi nó ra ngoài, mình tống vào cái phần miệng của mình. Rồi nếu chữ đột mang dấu u, đọc là đột u tù, đột u tù, đột u tù. À rồi tới chữ tiếp theo, chữ to. To à, to thì bình thường ha, giống chữ to đây nè, to to à, chữ to à, to 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 mang dấu a thì đọc là to a to à, to to a to, to a to à, mang dấu y to y tì, to y tì, to y tì à, chữ ta khác nha các bạn nha, chữ to ta hay ta y tì là khác nha, đây là to, mình đọc hơi hơi uống vòng họng của mình chút xíu, to to à, nghiệp to này cái vòng họng của mình sẽ nó rộng ra à, to y tì, to y tì. Rồi to mang dấu u, ok to mang dấu y là to u tù, to u tù, to u tù à. Rồi cái chữ tiếp theo chữ rồ, rồ à, rồ rồ, không phải chữ rồ nhưng mà chữ rồ, rồ à, rồ á, rồ rồ á, rồ. Các bạn đưa cái phần lưỡi của mình ra ngoài cái hai cái hàm răng khoảng khoảng là 1/3 của cái lưỡi của chúng ta, rồ rồ à, mình đưa cái phần lưỡi của ra nha, ra ngoài hai cái hàm răng của mình là 1/3 của phần lưỡi, không phải là 1/2 nha, 1/3. Rồ. Rồi mình phát âm cái gió của mình ra nhẹ trên cái phần lưỡi, đầu lưỡi của chúng ta. Rồ à. Rồ a rồ. Rồ a rồ. À rồ a rồ à. Rồ y vi à, rồ y vi. Rồ y vi à, rồi. Yo. Rô u rô, rô u rô à, cái chữ chữ già khác, chữ dày khác mà chữ rô khác nha, các bạn nghe cho rõ, dala dala a già, say đi say a già, còn chữ rô đi rô a rô à, cái ba cái âm nó khác nhau, nếu các bạn mà đọc nhầm lẫn với nhau đó, khi mình đọc á, những người người ta nghe đó, người ta nghe là mình chưa có học qua cái lớp mà để phát âm, nên chúng ta phải cố gắng mình phát âm cho nó đúng xíu. Nhưng mà những người bình thường đó, người ta nghe mình nói chuyện thì người ta vẫn biết à, vẫn biết à, vẫn biết là mình nói cái từ gì đó, nhưng mà khi mà ta đưa vào cái phần mà phát âm thì mình không có đúng à, phần mà đặt âm tiếng á, như là mình đọc là mình nói ở ở sau người ta nói ở trồng cây, ở mình nói là trồng cây thì trồng với chữ chữ chờ và chữ chờ, nhưng mà nói là đi trồng cây thì người ta vẫn hiểu đúng không, đi trồng cây, hay là nó nói là trồng cây người ta vẫn hiểu những cái ngôn từ mình nói, nhưng mà cái phần phát âm của mình á à, nó không có đúng. Còn mình ở đây mình nói tiếng Việt Nam mình nói là ở tùy theo vùng vùng miền, nhưng mà tiếng Ả Rập á nó muốn phải chuẩn xác cái phần phát âm của nó để sao, để mình vào cái đọc phần thiên kinh Quran á cho nó rõ, khi mà thiên kinh Quran mình đọc không rõ đó, cái nghĩa của nó đi sai à, sai à. Rồi tới chữ ain à, chữ ain, ain các bạn đưa xuống dưới cái phần của dưới cổ này này, ain à, ain à, không phải là in nha, mà là ain, ain nhấn mạnh xíu ngay cái phần mà cổ họng ở dưới trái khế của mình nè, ain à, ain ain a à, ain a ain a ain a à, nếu ain mang dấu y thì đọc là ain y ain, ain y ain à, ain y ain. Rồi ain mang dấu u, ain u u, ain u u à, ain u u à, ain a ain y ain, ain u u a a o. Các bạn đọc sao mình cái giọng mình nhấn xuống dưới cái phần trái khế của mình đây nè,
nếu mình cảm thấy mình đọc mà nó muốn cảm giác là muốn ho đó là đúng rồi đó, nhưng mà đọc mấy bạn đọc là a a thì nó không đúng đâu. A a nó phần ở trên cái họng ngay cái chỗ mà chân lưỡi của chúng ta thôi, nhưng mà cái này là nó nằm ở dưới dưới trái khế này, ein 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 à. Rồi chữ ghim hay là chữ ghim à, ghim hay ghim là như nhau thôi à, đây là em đọc là chữ ghim ha. Rồi chữ ghim, rồi chữ ghim mang dấu a là đọc là ghim a gồ à, ghim a gồ hay là ghim ghim a gồ à, ghim y ghi, ghim y ghi, ghim y ghi à. Rồi ghim mang dấu u, ghim u gù, ghim u gù, ghim u gù. Rồi ghim a gà, ghim y gì, ghim u gù à, đọc là gà gì gù cũng được mà là gồ gì gù cũng được. Và đó là coi như là nó có hai cách đọc như thế à. Nên sau này mọi người thấy đó, người ta là gà, ủa sao mình học bạn kia đọc là gồ, bây giờ đọc là gà, gồ cũng được mà gà cũng được ha, không có vấn đề gì hết. Rồi tới chữ pha à, chữ pha này dễ đó ha. Pha mang dấu ai đọc pha a pha, pha này mình đại diện cho chữ F đi, nó F mang dấu a thì F à, pha a pha. Nếu mang dấu y thì đọc sao, pha y à, pha y, pha y phi, pha y phi à, pha y phi, pha y phi à, pha mang dấu y thì đọc là pha y, pha y phi. Rồi pha mang dấu u, pha u, pha u phu, phờ là phờ à, phờ tôi nói là phờ à, b ở Việt Nam hỏi là gọi là b phở và b gì, b bò gì đó. Chữ p thì nó khác nha mọi người nha, mà chữ b, chữ b thì nó khác, nên Việt Nam mình hay gọi là chữ b phở và b bò. Em thấy nó ồ sao kỳ vậy ta, cái chữ p thì nó khác cái chữ nè, ví dụ cái chữ p này nè thì nó khác đúng không, và cái chữ b thì nó khác nè, b nó khác, p thì nó khác. Tại sao gọi là b b phở và b bò? Ok thì cái đó thì mình không biết thì người ta gọi. Rồi pha a phá, pha y phí, pha u phu, phá phí phu. Rồi ok, rồi thì xong rồi. Rồi tới cái phần tiếp theo, phần dấu gì, phần dấu a nằm trên cái chữ co à, hàng thứ ba chữ co à, chữ co, co các bạn đọc dài nha, chữ co phải là chữ thì co nó nha, chữ co 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 này nó nằm một phần hai của cổ họng của chúng ta, co co đọc dài lên, co co á co, co á co, co á co à, co ý quỳ, co ý quỳ, co ý quỳ. Rồi co mang dấu ê, mang dấu u đọc là co ú cù, co ú cù, co ú cù, co a có y ký, co u cù, có ký cù. Rồi chữ co này thì phiên âm trong cái tiếng Latin á là bằng chữ quy à, chữ co quy, co a có y ký, co u cù, co ký cù à. Ok rồi tới cho phần chữ chữ cao và chữ ca, chữ cao hay là chữ ca à, chữ cao cao a ca à, chữ a là cao a ca nha mọi người, cấp AK. Rồi cấp AK nếu mà cấp cấp mang cho y đâu là cấp y, cấp y kỳ, cấp y kỳ à, chữ cấp mang dấu u đọc là cấp u cu, cấp u cu, cấp u cu, ca ki cu à, ca ki cu. Rồi đó chữ làm à, làm vậy ha, làm thì mang thì làm mang dấu a đọc làm a la, chữ l đó l a là l a la, mình đọc không phải đọc l mà đọc làm a la, tiếng a đọc là như vậy, làm a la mang dấu y đọc là làm y li, làm y li, làm y li.
Lâm y ly rồi. Tới dấu ô đọc lâm u lù, lâm u lù, lâm u lù, à lâm u lù. Rồi tới chữ mìm, à mìm. Cái gì? Phát âm là à mình nói là chữ lâm là l ha. Rồi chữ mìm thì đại diện cho khá là tên, tiếng Latin là chữ m, à chữ m. Ok. Mìm bao nhiêu a đâu là mìm a mà, mìm a mà, mìm a mà. Rồi mìm bao nhiêu y đâu là mìm y mì, mìm y mì, mìm y mì. Rồi mìm mang dấu ô đọc là mìm u mù, mìm u mù, mìm u mù. Rồi tới chữ nùn, à nùn, nùn, nùn mang dấu a, nùn là đại diện cho chữ n, nên thế khi mình đánh bừng với nhau đó l, à l và n là khác nhau nha cả nhà nha. Sau này đó khi mình đánh đánh vần với nhau đó, chữ n và chữ l là khác nhau đó, n và chữ l là khác nhau. À rồi chữ nun, nun bao nhiêu a đọc là nun a na, à nun a na, nun a na, nun bao nhiêu e đọc là nun y ni, nun y ni, nun y ni, nun bao nhiêu o đọc là nun o nu, nun o nu, nun o nu. À rồi tới chữ vào, chữ vào ha, vào bao nhiêu a đọc là vào, mình có thể mình xài chữ w w w đó, à w, mình đại diện cho tiếng Latin mình tạm tạm phiên âm đó w. À rồi mình đọc là vào a và, vào a và, vào a và, vào y thì vì, vào y vì, vào y vì, vào u vù, vào u vù, vào a và, vào y vi, vào u vú và vi vù, à và vi vù. Ok rồi tới chữ hà, à chữ hà và chữ ha nó khác nhau ha, chữ chữ ha, chữ hà, à khác nhau nha, một cái là ha chép, một cái là hà giọng bát. À ha và hà khác nhau. Ok hà mang dấu a thì hà a hà, hà a hà, hà giọng bát từ hơi thở trong lòng ngực đi ra, hà a hà, hà y hì, hà y hì, hà y hì, hà u hù, hà u hù, hà u hù. Rồi ok đó là số hà, chữ hà. Rồi chữ hàm xá, à hàm xá này nó tương đương với chữ ở liễu thôi. Hàm xá mang dấu a đọc là hàm xá a a, hàm xá a a. Hàm xá này á trong tiếng Ả Rập á nó đại diện giống khi mình học trong tiếng tiếng phổ thông tiếng Việt của mình á, không có cái vần mà a, à ví dụ a, nhưng mà trong tiếng Ả Rập thì có. Ví dụ mắt, à mắt. Thường thường mấy người mấy mấy bạn mà đọc tiếng Việt đó chữ a a, vần a thì nó không có, vần a là không có, vần á thì có nhưng mà a thì không có. Ví dụ như trong tiếng Anh kêu là, kêu là sắc mắt tắc, à dạ phát thì không có. À thì trong tiếng Anh có chữ hàm xá nữa, mình được phát âm được cái từ đó. Rồi hàm xá a a, hàm xá mang dấu y thì hàm xá y y, hàm xá y y. À rồi hàm xá mang dấu ô thì đó là hàm xá u u, hàm xá u u, hàm xá u u, hàm sát a a, hàm sát i i, hàm sát u u, a i u. Rồi chữ tiếp theo là chữ già, à ở đây mình mất hết một cái chữ già không có dấu chấm nha. Ok thôi một chữ già là biết rồi, tập như nhau thôi. Già mang dấu a là chữ già, a già, già nha, đại diện cho chữ già là, à chữ già là mình sẽ trong phiên âm tiếng Latin á người ta tạm tạm phiên âm là chữ y hay là chữ y dài. Dạ dạ a dạ, à dạ a dạ, dạ a dạ, dạ y gì, à dạ mang dấu y là dạ y gì, dạ y gì, dạ y gì. Rồi dạ mang dấu u thì đọc là dạ u dù, dạ u dù, dạ a dạ, dạ y gì, dạ u dù. À rồi
cái phần cuối cùng, đây là cuối cùng của chúng ta. Các bạn thấy không? Tại sao em viết là chữ aliu? Mang dấu A và hàm sang mang dấu A, nó sẽ bằng với chữ bằng với nhau. Lý do, ok. Thì lúc trước em đã nói rồi đó, à, aliu nó sẽ bằng cái chữ hàm sa. Cho dù nó mang dấu A, I, U thì nó vẫn đọc như nhau. Ví dụ như là aliu, aliu A, A, aliu I, I và aliu U, U. Hàm sa thì cũng vậy, hàm sa A, A, hàm sa I, I và hàm sa U, U. À, nó đều phát âm như nhau nha anh chị nha. Nên hàm sa và aliu nó bằng nhau. Rồi, anh chị hiểu cho đó ha. Đó là bằng nhau như thế, nó như nhau như thế, có nghĩa là bằng nhau là nó phát âm như nhau. Rồi sau này anh chị sẽ thấy chữ aliu. Chữ aliu nó sẽ mang hàm sa ở trên hay là hàm sa ở dưới nhá, ở dưới. À, nó đi theo cái sự mang dấu của nó. Aliu thì không nói đâu nha, nhưng mà ở đây aliu có hàm sa. Tại sao? Nếu aliu mà có hàm sa nữa thì mình sẽ đọc là hàm sa. Ví dụ như cái này là hàm sa ở trên đi. Nhưng mà có dấu a, mình đọc là hàm sa a a. Anh chị hiểu không? Hàm sa a a. Nếu mà có dấu u thì hàm sa u u. Nếu mà hàm sa nó nằm ở dưới aliu thì nó có dấu y thì đâu là hàm sa y y. À, hàm sa y y. À, anh chị nhớ rõ nha, để sau này không có thắc mắc tại sao có aliu và có hàm sa nằm chung với nhau vậy, khó đọc lắm anh ơi, khó đọc lắm em ơi. Không có, bây giờ em giải thích đó cho anh chị hiểu. À, hàm sa nằm trên aliu thì mình sẽ bỏ aliu, coi như là cái kêu là vô hiệu hóa cái aliu này đi. À, cái aliu sẽ bị vô hiệu hóa, chỉ còn hàm sa thôi. Nhưng mà người ta vẫn viết, nhưng mà trong tiếng Ả Rập ta nói là viết mà không đọc. Có những cái mà đọc mà không viết nữa. Rồi, cái này mình cứ hiểu là hàm sa nằm trên aliu thì mình sẽ đọc hàm sa. À, đọc theo những cái dấu mà được mang trên nó. Hàm sa a a, hàm sa i i và hàm sa u u, a i u, nó giống chữ aliu thôi. À, inshallah. Rồi, alhamdulillah mình xong cái phần mà cái phần mà ghép dấu a i u trên các bạn chữ cái chúng ta. Nên thế rồi anh chị sẽ cố gắng mình học thuộc nó và nhớ nó. Rồi thì cái bài chúng ta thì tới đó. Thì anh chị nào có câu hỏi hay là những cái thắc mắc, những cái phần mà nào khó hiểu đó thì mình sẽ hỏi lại. Nên em nói với anh chị nha, cái phần bài của chúng ta này á, mình sẽ học cho kỹ. Không có phần nào mà đọc nó là xin nhỏ và xin lớn cả, ha nhỏ và ha lớn cả, xin và xin, ha và ha. Có số người nói ha nhỏ và ha lớn là không đúng nha anh chị nha. Rồi mình sẽ nhớ như thế. Chữ n là chữ nun, chữ l là chữ lầm. Khi mình phát âm được kết nối với nhau thì mình sẽ đọc phát âm ra cái chữ đó. Ví dụ như là chữ gì? Mình sẽ hình dung cho anh chị cái chữ này. Ví dụ chữ halal, halalun. Chữ chữ halalun. Đây. Halalun. 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 Cái chữ halalun này á, chữ là được phép đúng không? Rồi em sẽ giải thích cho mọi người. Cái chữ này có chữ ha nè. Một chữ cái ha. Chữ này chữ gì? Anh chị đã học rồi. Chữ này chữ aliu lầm. Hay là lầm aliu. Chữ này chữ lầm aliu ha. Rồi chữ lầm nữa. Chữ lầm aliu này nè. Lầm aliu này nè. Lầm aliu mà các chị, anh chị thấy nè. Có chữ lầm. Và chữ aliu. Chữ làm là chữ aliu. Nên trong cái chữ halal này có bốn chữ cái. Chữ ha, em sẽ chữ halal này có bốn chữ cái. Có bốn chữ cái là chữ ha, chữ làm, chữ aliu và chữ làm. Thấy chưa? Nó sẽ ghép lại thành chữ halal. Chữ halal. Các bạn thấy chưa? Chữ halal là trong những cái thực phẩm như là mì tôm hay là bánh, mình thường hay thấy cái logo này. Tại sao có cái logo này? Logo này là mình cái những cái thực phẩm đó được xuất khẩu hay được bán tại những cái đất nước Hồi giáo, là những cái nước Hồi giáo được phép ăn. Đó. Rồi các nước Hồi giáo như là nước Islam, như là trên Ả Rập Saudi, Mã Lai, Indo, Dubai gì đó, người ta thấy cái mặt này, cái mặt gọi là halal, thì người ta sẽ sao?
ta biết là người ta sử dụng được cái những cái thực phẩm đó. Nếu mà không thấy thì người ta phải sao, phải xem lại cái vấn đề đó. Đó nên anh chị ở Việt Nam, những người Muslim, những người Hồi giáo chúng ta mình xác nhận vào những cái mọc đó, mọc halal. Thì alhamdulillah ở Việt Nam mình bây giờ cũng có một cái vài chứng nhận halal để những người Muslim ở Việt Nam được phép ăn những cái thành phần, những cái thực phẩm đó. Thì alhamdulillah mình đã có rồi, ở Sài Gòn, ở Hà Nội và ở ở Sài Gòn cũng có mấy công ty, ở Cần Thơ à, cũng có inshallah. Rồi anh chị nào có câu hỏi thì mình cứ hỏi nha. Rồi anh chị nào có câu hỏi gì không, rồi từng người một, ai có câu hỏi thì mình cứ hỏi nha. Thầy cho hỏi cái câu mà wow is W Dạ, có nghĩa là có nghĩa là chị hỏi là cái vấn đề là phiên âm hay là sao? V, tức là vừa nãy nghe thầy nói là va đấy, wow is hai chữ V kép đấy chứ không phải là chữ V, chữ Thì V. em nói đó là trong cái mà người ta phiên âm đó, là trong cái thường thường là 95% là người ta phiên âm bằng cái chữ W. Yeah, hai chữ V. Dạ, nhưng mà mình phiên âm theo mình á, mình đọc mình theo mình hiểu á, chữ V cũng được, không có sao nha chị nha. Ok. À, cái đó thì mình hiểu, nhưng mà trong cái được sự thống nhất của các vị mà người ta giải thích những cái từ mà bằng 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 gì bằng phiên âm á, thì người ta sẽ sử dụng là W. Dạ, chị hiểu không chị? Ok. Dạ, rồi, cảm ơn chị. Rồi, bạn nào nữa, anh chị nào nữa? Rồi, anh chị nào có câu hỏi mình cứ hỏi thêm nha. Không có sao cả. Rồi, và bạn Trung Khỏe nè. không Và anh Trung, Tôn? salam, ok, alhamdulillah khỏe. Lớp trưởng của chúng ta lâu Alhamdulillah. quá mới gặp mặt. Alhamdulillah. À, dịch đó, sao rồi, Alhamdulillah? Dạ, Sao? bây giờ nói chuyện sang gà luôn rồi anh ơi. Dịch bây giờ À, chuyện sang gà từ luôn rồi. từ. À, dạ, từ từ cũng sao đâu. Thì luôn.